nghị Việt Nam - Cuba, lịch sử, hiện tại và hướng tới tương lai. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Cuba, ngày 2 tháng 12 1960, ngày 2 tháng 12 năm 2020. Hôm nay, hãy cùng Tre Làng TV điểm qua những hình ảnh tốt đẹp về mối quan hệ của hai đất nước. Đúng vào ngày này, cách đây 60 năm, ngày 2 tháng 12 1960, chính phủ Cuba và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa đông tây địa cầu. Có thể nói, khó có mối quan hệ hữu nghị nào xa xôi về địa lý mà gần gũi về tình cảm thủy chung trong sáng, hết mình như mối quan hệ Việt Nam và Cuba. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của Cuba, đồng chí Fidel Castro đã tuyên bố: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình." Câu nói của vị lãnh đạo tối cao của Cuba thuở ấy đã nói lên tất cả. Đến khi đất nước ta hoàn toàn thống nhất và đi vào giai đoạn hòa bình, Chủ tịch Fidel Castro một lần nữa nhấn mạnh: "Nếu trước đây chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, thì ngày nay chúng ta sẵn sàng đổ mồ hôi để giúp Việt Nam xây dựng lại đất nước này." Trong phòng chống đại dịch Covid vừa qua, chính phủ và nhân dân Cuba đã hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam 2.000 lọ thuốc phòng chống dịch Covid-19 và cử một đoàn chuyên gia y tế sang Việt Nam để sẻ chia kinh nghiệm quý báu trong phòng chống đại dịch. Điều này cho chúng ta cảm nhận được tình cảm anh em giữa Cuba và Việt Nam luôn sâu sắc và ngày thêm gắn kết. Thật khó có mối bang giao nào lại bền vững và thấm tình như thế. Việt Nam mãi mãi ghi nhận, biết ơn sự giúp đỡ to lớn mà lãnh đạo và nhân dân Cuba đã và đang dành cho Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.